Em chào toàn thể tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả các bác nhá. Sau đêm nay thì em lại rủ rêu nhá. Là em với rêu dự định là tối nay là đi bắt mồm muốm nhá. Lâu lắm rồi anh em cũng không được ăn một bữa mồm muốm đỏ ấy. Còn có loại màu đen kia thì là hình như bây giờ là vẫn chưa có đâu. Bây giờ là hai anh em sẽ đi bắt cái loại đỏ. Cái loại đỏ thì nó rất là khôn. Soi thì ít khi nhìn thấy lắm. Nhưng mà có anh Cơ, ngày trước có anh Cơ thì soi là rất dễ nhìn thấy ông ấy. Ông nắm được rất tốt. Thì hôm nay cố gắng để anh em mình bắt làm nào được một đĩa để hai anh em uống nhá. Rồi nhỉ, anh em mình đi nha. Ở đây là một cái đám nương lúa, lúa nương ấy. Rất là tốt nhé, của người dân trong bản đổ hết đó. Cái đợt vừa rồi cơn gió về đổ hết bông lúa rất là dài luôn. Ít khi có cái đám mà tốt này lắm. Nhiều lúc là anh em nó cũng bé, nó thành màu đỏ nó bé mà nó trốn tí quá đi, nhưng không được nhiều thì chắc cũng bắt được vài con. Kêu trên kia về mặt trần, ôi thì nó lại đồn nhỉ. Chắc có cuông. Ừ, chắc sẽ có cuông và kêu ác thật. Ui, để có con này. Cua á? Ủa, bắt đi. Ui, to, đâu, 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 đâu. Ui, con được tổ thế. Ui, chạy đâu nhỉ? Trời, con được tổ thế nhỉ. Để cua này. Mồm tiêu nhiều. Ý. Ui, đây, ui, đây, ui, đây, đây. Ui, ui, ui. Ui, ui. Cứ. Trên bậc trên à? Anh em vừa bắt mồm muốm và vừa bắt cua luôn nhé. Là hai anh em vào hố rồi. Được. Tiệc còn ấy chật. Mồm muốm kiểu ác ấy. Bắt mấy con cua đã. Quay lên bắt. Được một con nữa này. Ồ, thế kìa. Ừ, cho cái hang kia. Ừ. Cái kìa, dùng con dao kẹp phát cho kia. Ừ. Ừ. Không có tay. Đây này, Diêu à. Hai con đang hôn nhau kìa. Đang ôm nhau à? Ừ. Ừ. Con này không chạy á? Đang ôm nhau rồi. Làm người ta mất sướng kìa. Làm người ta mất sướng. Nó kiện. Ừ, đây này. Ừ, đâu, ở xong lấy tuột ra đi. Áo. Không phải đâu. Nắm cua thế nhỉ, cây này. Rửa dưới đi, rửa sạch mà cho vào túi. Phải hoài cưới nào. Thế này. Không thấy. Không thấy, không để ý được. Mùa này mùa mưa nó lên. Ở cái cạn này. Hai cửa này lại rất có tôm cá gì chứ. Ảnh đào ác thế nhỉ. Sang rồi. Ừ. Nhà này béo lắm.
Đây là con mùm mâm đỏ nhé. Con này ăn rất là ngon nhưng mà bắt được nó là kẹp cái răng của nó ấy. Kẹp người cũng hơi đau hết. Giờ là em sẽ bắt nó. Em không biết là nó ở đâu nữa cơ. Kêu thì cũng hết tay nhưng mà soi tìm thì cũng thấy. Kiếm kỹ quá đi. Ngược lại thằng này thế nào. Kêu ở đây mà cũng nghe được nó ở đâu rêu. Ở đây rồi. Thế này rêu này. Thế này. Ô, con cắn đâu đi. Bắt đi. Ôm phát ạ. Đấy, đấy. Đấy. Anh em vừa đi là vừa hái rau luôn nhé. Bên đường vừa đi vừa hái rau. Đấy con này này, cũng ở đâu. Gọi là vừa bắt một muỗng xong là cũng vừa hái rau luôn. Khi nào anh em bắt đủ thì anh em không phải đi tìm rau hái nữa. Thế nào? Đấy mà. Như vậy đó. Thế ở dưới này sao ấy? Đấy. Nhỉ. Đấy, con này to phết nha. Đéo phết nhỉ. Con này nó không kêu nhỉ? Kêu mà, nhưng mà đến đây soi. Con kêu cái này sao rồi? Ở trong túi áo. Sao hôm nay cứ kêu im lặng. Nhiều dấu dớn thật. Rơi rồi. Rơi rồi. Rơi rớt rồi. Rất là khổ. Cái bò rồi, rơi thì lên bò rồi. Trên đường đi không biết có bắt được nhiều không, nhưng mà anh em vừa đi là vừa hay cả lá mơ đi theo luôn nhé. Kể cả không có thì được ít thì ăn ít. Khôn quá con này ấy. Soi khó nhìn thấy. Đều kêu chấu. Kêu chấu. Được thì trên đường vừa đi vừa theo đường vừa hái. Cả rau dớn luôn, tí nữa đến nơi này nơi ăn đỡ phải đi tìm. Ý, kiểu nhiều lắm. Cái chít ở trên này không? Đấy, các bác có nhìn thấy ong chưa? Đang đi, tí nữa va vào rồi nhá. Đây, đang đi tìm mồm muốn mà lại gặp. Úi, kinh khủng rồi. Bà con rêu bác bắt rất là ăn luôn nhé. Rêu là nó nắm thính được hơn em. Cái lên đây nó kêu nhiều quá loạn ra không nắm được đâu ở đâu nữa. Bà con đủ hoa nhỉ. Cái đủ trong rừng khổng lồ nguyên hoa. Mùa này người ta mưa nhiều là người ta cũng không mua nữa. Đi làm nào luôn. Tí nữa gà tí chị mang về xào với ngươi. Đấy nhỉ, rau dớn nhỉ. Anh em à, quay ra bóc măng nhá. Bắt một muỗng thì thất bại rồi. Mấy con. Quay ra ăn măng. Để đi tìm thêm cua theo cái khe này xem có được chuột không. Rồi ra đi tìm cua. Ui, dê ơi. Đây con cua to lắm này. Con cua to lắm. Đây này. Cua vàng này to thật. Ui đi rồi. Khủng nhờ. Ừ.
đừng kẹt nha. Ừ, cua này nó sướng. Đây là ăn cua. Đây là cụ dâu nghèo nhá. Rêu lần đầu đi vào xong là nhìn thấy là muốn lấy mang về dùng làm thuốc. Gọi là anh em hay gọi là cây mọc tóc ấy. Giống như kiểu là rêu mang về làm thuốc dụng tóc à? Tóc dụng sao hết rồi. Cây này thì nó mang về làm nước canh, canh đắng rất là ngon. Cây này em không biết là cây gì đâu nhé, vì nó lại có món hoa lông lông, nhìn thấy đẹp đẹp nên là em quay xem tí. Cái loại trên đá đá đấy là hay có cua to lắm, nó bám theo cái trên nước đá này. Quả này chín theo có cua về ăn hết rồi, nhiều quá này. Đổ. Không có cỏ hoa chuối nào đâu. Không có cỏ hoa chuối nào đâu. Bắt nó con đấy trước. Một con trong này nữa này. Ừ, không sang được đấy rồi. Đây nhá, kẹp tay nhé. Con này không có mồm mồm ăn thì ăn cua thôi. Ôi, con đấy già cụ à. Đấy. Cua to. Nó lại đâu không rồi. Ui. Giờ cua. Này ăn cua thoải mái nhé. Con ếch đá được chứ. Ếch đá. Mệt rồi chắc là đi tìm chỗ nó ăn thôi nhỉ. Anh em đi thì cũng giờ cũng khá khuya, đi bắt mồm mắm mà cũng không có nên là quay ra phải đi tìm cua tiếp. Có cái dàn mướp. Ôi tí nữa xin một ít mang về luộc ăn nhỉ. Này nó cũng không ấy, nó cũng chết rồi mà, nó cũng già chết rồi đây. Mình lấy tiền lấy những quả nào bé bé này mang về luộc ăn. Ui hình như có người hay sao ấy. Phải không? Ui. Không có rồi rêu ạ. Không có. Ừ. Ui này nó chắc nó bỏ lâu rồi, nó
đi về rồi, về chắc là đợt về nhà nó chưa lên thôi. Mình ở đây mượn cái lán này nó ăn thôi. Đây nha, có một ngôi lán ở đây thì rất là tiện lợi luôn. Cái này thì nó ăn thì hai anh em mà nó ăn xong mệt quá thì hai anh em ngủ lại đây một tối. Có cả bát, cả ấy nhá, cả nồi. Cũng khá lâu không đến được, có cả món rau còn vào trong bếp rồi. Có cả can các thứ đầy đủ, có cả màn, thế nên ăn xong thì ngủ thôi nha. Ăn xong ngủ thôi, không về nữa. Rau các thứ có đầy đủ hết. Giờ hai anh em đun được lửa cháy rồi nhá. Giờ anh em sẽ tiến hành đi nấu ăn thôi. Giờ hai anh em sẽ ra suối để rửa cua với lại bổ măng ra luộc. Đấy, mượn nồi đấy để luộc cua cho nó thoải mái. Chạy đây có nước thì kiện nhỉ. Cái này được bao nhiêu con cua tất tật nhỉ? Mới được có đủ đây, chắc là 7-8 con đấy. Ui rồi, nồi là của dân tộc người Mông của em nhé. Cái này là người ta đem lên trên này để nghiền ngô để làm mần mén đấy, là móc của quất tẩu. Hôm nào ra đây nhìn một bữa về ăn nhỉ. Đây cua này nhá, bắt đầu là vào bếp rồi, để vung vào cho lửa lên. À quên, lấy con chuột ra làm đi. Chuột cho lửa lên rồi lấy con chuột. Nãy hai anh em bắt được thêm một con chuột nhé. Ở đây người ta cũng có dồng được mấy khóm xả nhé. Đây, đi làm nương xa mà người ta vẫn đem đi dồng trên này. Giờ em sẽ lấy một vài cây mang về để luộc cua xem có thơm không. Chưa luộc cua với xả bao giờ. Đây, này, cho xả vào xem luộc xem có thơm không. Anh em đi theo khe thì bắt được một em chuột nhá. Đây dây của hai anh em ngồi nhâm nhi rồi. Đấy, xong là mở cái vung ra xem cái này sôi chưa. Sôi thì vần ui ra vào đấy. Vần ra luôn. Vần ra một bên luôn. Ta lại đổ hết nồi cua lên này. Lửa sắp tắt hết rồi. Luộc lại cho bếp tắt luôn. Rêu bề ra không là nóng bỏng tay đổ hết ra bếp rồi. Thank you.
chung đẹp cả chứ. Đậu nó mang được rồi. Bây ra thôi xong là luộc rồi. Sao nước vẫn vàng vàng nhỉ? Nó đấy là không sao đâu. Ăn còn hè nữa không? Không. Đây, bê đi. Đừng có làm đổ như vừa nãy đấy nhá. Đấy lại đổ như vừa nãy đấy gì? Anh em xin mấy quả mức đáng ăn nhá. Thì có thể hôm nào về qua thì sẽ bảo gia đình đấy. Nó cũng chắc nó cũng không lấy rồi, bởi vì nó lấy thì nó sẽ lên, nó cũng bỏ cái nhà này khá lâu rồi. Bắt được một bắt con đây, ựa ra, không có đâu nhá. Kêu rất nhiều nhưng mà là đi đến thì cũng chả thấy, soi chả thấy đâu. Mấy con này thì chỉ mang ra nướng thôi. Được rồi đấy, rêu ạ, ngon lắm. Rồi, nhìn gơm này. Đợi à, cứ muốn rau xào cái này thôi. Ô, luyện nấu canh này mới làm nào. Đói muộn này rồi. Chắc vẫn phải nấu thêm nồi canh ấy nhỉ. Nấu thêm nồi canh chứ. Mùa này là chuột rất là béo nhá. Đây, mỡ của nó trắng trắng đây. Mùa này là bắt đầu là anh em là sắp đến mùa mà đi đặt bẫy à. Gọi là đến là cũng là mùa của nó rồi đấy. Đủ. Cua nhá, đến mâm đầu tiên đi bắt một muỗng không được thì thôi lấy nướng ở bếp này, lại đi làm đũa rồi làm mâm cái hết. Đồ cua vừa về xuống là đổ lên nhờ. Hôm nay là ngày gì mà đen thế chứ. Thẻ thế nhỉ. Nhiều ấy nhỉ. Đó là hay là nó sửa chỗ như thế này. Ngon thế. Làm đó như quá ngon. Có cái mùi ấy, lấy cái mùi mướp cũng nhanh. Chuột. Tập to vào là đập mùi, đầy mồm à. To quá, bé tí để tí hốc cổ họng đấy. Anh em thịt thì ít thôi nhưng mà rau thì thoải mái rồi. Cua đây là nước chấm sần thánh nhá. Cái người cay này thì ăn thịt chuột thì lại mới ngon. Rồi, đốt rượu vào đi. Đói rồi. Đói mà không ăn cơm cứ đi lấy rượu ra uống trước. Anh em có nấu một nồi cháo ở kia nhé. Mấy con muốn đâu rồi? Này.
ăn thôi, cũng đói rồi, cũng đi từ lúc trời chưa tối mà giờ cũng đã là khuya lắm rồi. Thì hai anh em cũng đã chế biến món ăn của hai anh em xong. Thì hai anh em được mời toàn thể tất cả các bác và mọi người dùng bữa đêm với lại hai anh em nhá. Em xin mời tất cả các bác nhá. Ngon. Ngon. Ui, ăn cái này trước. Ngon. Ngon rồi. Ngon rồi. Mâm bé quá cũng không cho được bát canh đây này. Còn sốt xanh rồi. Ý à? Ngon nè. Bạn đây là cay đấy. Ớt trên rừng mà. Mùi mùi à? Đây. Ngon đấy. Mơ quấn nhờ. Ngon thế. Hôm nay thì anh em đi cũng hy vọng là rằng là bắt được nhiều, nhưng mà không có thì được ít thì anh em ăn ít thôi. Được nhiều như trước mấy anh em đi thì là phải cuốn hai con một, giờ thì chỉ cuốn con một thôi, con một thôi. Mời tất cả mọi người nhá. Mời các bác nha. Mời các bác mời thịt chứ. Này mời người mức đắng. Hơi bị ngon á. Luộc chấm ớt cà cay ngon lắm. Đấy. Ôi sao mà rót đầy đầy thế. Nó anh không uống gì. Ôi. Ăn thịt tươi đi. Ê, dừa bằm nhìn to này. Này, rất là béo nhá. Đây, mỡ của nó này. Đấy, mời các bác thầy phải mời thịt chuột nó mới ngon. Mời các bác nhá. Thịt chuột rồi. Quá ngon luôn. Thơm lật. Béo mà mọi người béo thường lắm. Có hai người hơi buồn tí. Dù ông Biên đi mà ông bảo ông không đi, ông bận. Hôm nào đi vào một cái vùng rồi, cái vùng mà nhiều cá nhiều chuột thì đặt bẫy nha. Hôm nào đi. Đi mấy ngày chưa ăn đi. Thế ăn cua. Cua định chọn to trước nhá. Chọn to trước, cứ còn to ăn trước. Rồi, đấy, lấy con đấy đi. To chưa các bác? Chịu khó đi theo với mấy anh em nha, lúc nào cũng có cua to ăn. Còn cái thì đi ra dưới phố thì chỉ đi ăn cua Alaska ở thành phố rồi. Đây là cua Alaska trên núi nhá. Thế thì lấy con đen này nhá. Tuy đen thôi nhưng mà to. Ngon đấy. Bác qua xem con của ai béo hơn nhá. Ai béo thì ai cũng một ly nhá. Bóc luôn. Ôi dạ. Béo phết đấy nhỉ. Con này nhiều mỡ phết đây đây. Đây này. Alo. Đây này, con này ngon đấy. Con đấy là nên làm một ly rồi. Thôi làm ly xong là ăn nha.
Rồi, đây mời các bác nha. Nguyên mỡ mà. Nguyên mỡ rồi. Béo rồi. Có hai người ăn cũng ngon, chỉ có thêm một người nữa thì cũng hay hơn, ăn nó đợt tớ hơn là nó vui hơn. Thế là rêu không ăn được cái mai này đâu nhá, rêu là chỉ ăn được thân ấy thôi, rêu không ăn nữa, rêu đưa sang thì ăn hộ rêu. Thì nữa nhiều bác không biết là tham tham thế, có hai cái mai mà cu đã ăn hết cả phần của rêu ấy kia. Nếu bác ở trước còn không ăn được ấy, giờ qua là đi đi với anh em nhiều hoặc cứ dần 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 là bây giờ còn ăn được một tí. Chưa ăn được ong đâu nhỉ? Chưa, ong chưa ăn được. Lần sau đi nấu măng chua tầm một hai bữa là ăn được ngay. Trước có thằng bạn nó không có ăn được đâu, nó bảo ăn xong dự ứng nấu măng chua cho nó ăn xong sau giờ đấy đi kịp suốt thôi. Mày này cua béo quá, ngon. Mà cũng có mấy ly mà sao sụt xa sụt xịt này. Bắt nước chấm thần thánh ngon quá nhỉ. Cua này không ăn được nhanh nào luôn, để từ từ mà gầy gầy nó còn nhanh béo này. Mình cứ ăn hết càng thế này. À, đi lâu nhiều rồi. Nhưng mà cũng lâu lắm không đi rồi. Đó, một lần cua ấy. Cua này sẽ ăn từ từ thì mới ngon được. Còn ăn vội ăn vàng mà nhai cái vỏ này nát răng rồi lấy thịt nó tí nữa nó còn nhét vào cái răng thôi. Nhét cái răng rồi khó lấy. Nữa này về làm cái mâm, thế là đã bị cháy rồi, xong là em gạt ra. Ở đấy xong là lại đi lại hái ớt về. Xong bảo thôi thì chín rồi, thì nồi cháo chín rồi đấy, thì bây giờ cho nước vào cho lửa tắt đi. Tắt cái bếp. Thế là cuối cùng không để ý đến muốn bé quá, tưới cả nước lên, riêu không thèm ăn em. Riêu hôm nay thì làm đủ cái nồi cua, hôm nay em thì làm cháy mùng muốn với lại con đổ nước tưới lên cho nó cháy đắng ấy, rồi tưới vào. Ngon lắm rồi ạ. Ít tuy ít nhưng mà ngon. Mùng muốn đỏ béo mà béo. Làm gì nhỉ? Hai anh em nguyên tăng cường ăn rau giờ mới lại còn đủ đủ rồi. Thường thường như em hay với anh Mạnh là gắp là đúng không, phải gắp to như kiểu con gà con chết ấy thì ăn mới sướng được, mới ngập mồm được. Ăn đi. Mấy khi hôm nay đi chuyến đầu tiên mà ban đầu rêu không tin là chuột, chuột rêu tưởng là em còn đùa nhá, rêu bảo không phải đâu mà phải vài đúng cái lỗ đấy rồi. Sau rêu à mai nó còn vào cái lỗ đại cái lỗ đấy nhá nhỉ. Không bắt được ấy.
Là miếng này to quá nhiều, hôm nay lên đi lần đầu đi nhiều lần rồi, không phải lần đầu tiên mà kiểu là chưa biết băm thịt chuột. Và hai người băm to nhưng mà to quá sợ vì ngập mồm ấy. Cho ngập mồm ngon. Ra này cho nó thơm. Bốn quả, mỗi hai quả nhá. Rồi chia ra to kẹp bé, bé kẹp to. Đúng rồi, đúng vậy chưa? Đúng rồi. Chia ra là phải ăn rồi. Một người ăn ngon. Người ba nước chấm nhạt lắm rồi nhỉ? Thế muối mì. Mình tăng rồi, mình tăng. Chỉ cần có độ cay là được rồi. Nha. Chắc anh em mình làm ly này nữa thì chắc cũng tạm dừng video đây thôi. Có uống thì hai anh em mình ngồi túc tắc sau tí nữa cái lưới thì bẻ cong ngược ra đằng sau cổ ấy. Buổi tối thì buổi túi đấy. Thôi các bác nhá, thì chắc là hai anh em thì chắc cũng xin phép tạm dừng video đây thôi. Xin chúc toàn thể các bác một buổi tối đêm vui vẻ bên gia đình nhá. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác nhá. Lưới sắp cong rồi đấy, cong rồi. Đang nói vậy thôi mà sắp cong rồi. Nhận rêu là uống tốt lắm. Rêu thì người béo đẹp trai khỏe. Uống tốt rồi. Dạo này yếu rồi. Ngồi thế mà không phê. Con chưa thân rất làm đi đấy chứ có chứ. Giờ nốt hai quả cà với lại mấy cân này đã. Vừa của ai ăn không hết thì ai gói về nhá. Của đây hết rồi, đây ăn nốt con này hết rồi. Không phải đâu, vứt con một đoạn đây mà. Thì chưa hết. Thoải mái. Anh em mình ngồi đây, chính hết dịch là cũng hết đủ luôn.